tưởng là đánh vợ hay ho lắm hả? Nó đánh người ta là tại vì nó học từ ông đó. Tại sao mẹ phải bồi thường với chú ấy? Trong khi bao nhiêu năm nay ba đánh mẹ, ba có bồi thường gì cho mẹ không? Vì bao nhiêu năm qua tôi phải chịu đựng gì ai? Tôi phải cực khổ gì ai? Từ nay về sau tôi cấm không đụng đến mẹ con tôi. Tôi sẽ không sống chung với ông nữa. Từ nay về sau ông hãy sống một mình ông. Ê dạ. Ủa đi đâu qua đây? À, lâu quá không gặp, cũng nhớ bạn nữa, thì em mới tới thôi. Ngồi đi. Để thì dọn bớt cái này. Ê, sao? Sao bạn càng ngày càng nhìn á phụ nữ quá à. Cảm giác là giống như là đảm đang rồi này nọ đó. Trời ơi, thì hồi xưa chưa chồng chưa con nó khác, nó vô tư, nó không có suy nghĩ nhiều, nó khác. Bây giờ thì bà nhìn đó, tôi cũng con cái lớn rồi đó, rồi bận lo nhà cửa quán xá, cho nên là mình nó hơi già dặn chút xíu thôi. Ồ, không hay quá à, thiệt á, tôi đâu có làm được đâu. Trời ơi, tại mỗi người mỗi số thôi, tôi cũng đâu có biết là lúc đó mình sẽ lấy chồng sinh con sớm vậy đâu. Cuộc sống hôn nhân ổn không? Hạnh phúc không? Ổn mà. Thì tôi thì ngày nào cũng buôn bán, rồi đủ lo cho con đi học vậy thôi là mình thấy mình hạnh phúc rồi. Tôi không biết sao chứ càng ngày càng thấy bạn càng gầy quá. Giảm cân. Giảm cân mình trời. Phụ nữ mình phải giảm cân giữ dáng rồi chứ, có gì đâu mà lo. Bình thường người ta giảm cân là nó càng đẹp ra, còn bạn thì càng ngày càng bị kiểu như là tức ghê á. Mà bạn một mình, bạn từ sáng sớm tới tối làm một mình. Quán thì cũng lai rai ít người à, không lẽ tôi làm không được, cần chỉ 2-3 người cho nó cực vậy? Kêu chồng giúp đi chứ đừng có ôm việc hết mà tự làm hết. Thì nói chung là ổng cũng có công việc của ổng mà. Có không? Có, ổng mà rảnh là ổng ra ổng phụ tôi à. Không, ổng cũng có trách nhiệm lắm, đừng có lo. Rồi biết rồi à. Ủa gì á? Tôi hồi sáng dọn hàng đó, rồi cái đụng vô cái cạnh tường đau. Trời ơi, đụng vô đâu vậy? Thôi đừng đau. Ê ê, gì vậy? Không à, sao vậy? Không à, để tôi coi cho. Không, tôi đau dữ lắm. Đừng ủa nè. Không, tôi không có bị gì hết á. Tôi không bị gì vậy? Buôn bán được không mà cái gì ông trùm vậy? Dạ đâu có gì đâu anh. Bạn hả? Dạ bạn em ghé thăm. Anh ăn em làm anh tô ăn. Sáng giờ không chạy được cuốc nào sao vậy anh? Ủa anh Giang bình thường có ra đây giúp bạn không? Có, rảnh là ra phụ à. Thế hả? Tối nhiều khi cũng phụ dạ dọn hàng. Ừ, dạo này á vợ chồng nào cũng phải đi làm chung rồi giúp đỡ nhau chứ, một mình ôm việc làm hết á, không có một người vợ nào mà sống như vậy cả, hiểu không? Bây giờ ai mà làm vậy là ly dị hết rồi đó. Ri chứ xung quanh bạn mình ai cũng lấy chồng, ai cũng thương vợ, ai cũng yêu quý vợ rồi kiếm tiền đưa cho vợ, chứ không có ai
em bắt vợ làm việc từ sáng tới tối. Anh Ri ăn hủ tiếu rồi, dạ tôi nấu cho Ri tôi hủ tiếu ăn. No rồi, tôi no rồi. Tôi hỏi nè. Hả? Anh có biết là người của dạ nó bị bầm không anh? Dạ, thì sao? Hồi nãy tôi nói rồi, tại tôi nhiều khi dọn hàng buôn bán đồ đó, cái tôi đụng chỗ này tôi đụng chỗ kia, tính tôi bất cẩn rồi đó giờ. À, tôi biết chứ, nhưng mà cái tính bất cẩn của bạn á cũng chưa bao giờ bị bầm nguyên người như vậy nè. Anh có muốn nói gì không anh? Ủa nãy giờ là giờ bà xã của anh bị bầm quá trời mà anh cũng không hề hỏi thăm gì dở hết vậy? À Ria, Ủa sao chồng gì kỳ vậy ta? Nếu mà bình thường á, cái gia đình mình bị gì thì ủa em ơi tại sao vậy? Tại sao bị lại bị vậy? Bao giờ mới đúng chứ? Tới thăm dạ vậy được rồi, bữa khác tới nha. Dạ còn phải buôn bán nữa. Tức bạn ghê luôn á. Em cái tật nó hay nói vậy thôi à, nhiều khi nó không biết chuyện gia đình mình á, cho nên là anh đừng có để bụng nha. Cô đem bạn cô tới chị chí tôi hả? Không có, anh đừng có hiểu lầm, em không bao giờ làm vậy hết trơn á, tại nhỏ nó hơi nó. Tôi đã nói cô bao nhiêu lần rồi, cái gia đình này không cần ai dạy dỗ. Em biết em không có kêu ai tới nói gì anh hết đó, không có à, anh phải tin em, tại bạn em nhiều khi lâu ngày nó tới thăm nó không hiểu chuyện gia mình thôi. Yên ổn hay không là do cô mà ra chứ không phải là do tôi, không phải là do tôi. Yên ổn thì cái nhà này yên ổn thôi, cô muốn tanh bành thì cái nhà này tanh bành thôi. Đúng. Đừng cứ đem ai tới dạy dỗ tôi. Em biết mà. Tôi chỉ là một thằng bán hủ tiếu nên ăn coi thường đúng không? Cô cũng coi thường tôi như gì? Không có anh ơi. Như gì? Không có. Đúng không? Không mà. Anh ơi anh bình tĩnh, anh đừng có nóng. Cái này chỗ mình buôn bán. Đừng để những cái vết sẹo này nó phải lên đầu, nghe chưa? Không nói thêm nữa, không tiếp xúc ai nữa. Và không làm cho tôi bị điên nữa. Chứ tôi bị say nắng, tôi té chút mà tôi không say nắng gì tới bây giờ mà còn nói xạo chi vậy hả? Tại sao phải sống như vậy? Xưa giờ bạn đâu có vậy đâu. Bạn không quý bản thân mình. Bây giờ không yêu bản thân mình thì thằng nào mà yêu mình? Tôi xin mà, nếu như muốn gia đình tôi yên ổn thì làm ơn đừng nói những lời đó nữa. Tôi cảm ơn những tình cảm mà bà dành cho tôi, nhưng mà mỗi người một số phận thôi đấy, không chọn lựa được. Số phận là tự quyết định.
hiểu là như vậy nè. Nếu như mà bây giờ tôi nghe lời đi, tôi bỏ chồng tôi, có chắc là tôi sẽ gặp được một người nào đó hạnh phúc hơn không? Vậy thì khỏi lấy, tôi không thể nào sống như bà được. Đến bây giờ bà nhìn đi, bên cạnh bà đâu có người đàn ông nào đâu. Bạn ơi, tuy tôi không có một người đàn ông nào cả, nhưng mà tôi thấy tôi rất là hài lòng với cuộc sống của tôi. Không ai ăn hiếp tôi cả. Tôi còn con tôi nữa. Tôi không thể nào để mọi người nói con tôi là một đứa không có cha đi, hiểu không? Bạn ơi, dạo này á, nhiều người sống một mình lắm. Có con mà không có cha cũng nhiều, chẳng sao cả. Đó đâu phải là cái lỗi của dạ đâu. Dạ sống một môi trường chồng thì lúc nào cũng đánh như vậy, mà lúc nào cũng làm việc cực khổ như vậy, thì con học được cái gì? Tại sao bạn không có nghĩ tới cho bạn, mà bạn cũng không nghĩ tới cho con gái của bạn vậy? Ba mẹ sinh ra bạn đâu phải là để chồng hành hạ như vậy đâu, đúng không? Bạn gặp mặt của ba mẹ bạn có cảm thấy có lỗi không? Tại sao lại phải vậy? Tại là gì? Để tôi giúp cho. Cần vốn gì á thì nói cho tôi đi, thì tôi giúp được. Thì đừng có sống kiểu vậy nữa. Vào đây đi con. Chào chị Dạ. Dạ chào anh. Có chuyện gì vậy anh? Ủa sao thơ sao chị ra đây con, tôi đi muốn đi học xong về nhà qua quán chi vậy con? Chị ra đây tôi muốn nói chuyện với chị xíu. Dạ có chuyện gì vậy? Chị có bố mẹ không? Dạ ý anh là sao? Ý là ngày xưa chị đẻ ra chị có bố mẹ không? Có còn bố còn mẹ không? Anh nói giờ nói xúc phạm người ta như vậy vậy? Sao lại xúc phạm? Ý tôi hỏi như vậy á, để coi là bố mẹ chị có dạy chị hay không. Mà bây giờ chị không dạy nổi con chị nè. Con tôi nó làm cái gì? Nó đi học á, nó đánh con tôi muốn bẻ đầu, bây giờ đang trong bệnh viện kìa. Thà nó là con trai á, nó đánh nhau thì tôi còn không nói. Đây là một đứa con gái, bây đang học cấp 3 mà nó đánh con tôi bây giờ. Trong bệnh viện không biết tình hình sao này. Anh ơi, tôi nghĩ là chắc là có hiểu lầm gì đó. Chứ con tôi sinh ra tôi biết nó hiền lắm. Trước giờ nó đâu có đánh ai đâu. Để tôi qua tôi nói chuyện với nó. Thôi, chuyện gì vậy con? Nói cho mẹ nghe coi. Chú này nói vậy có đúng không? Con đánh bạn nằm viện hả? Tại sao vậy? Hả? Lắc đầu thì con cái nữa hả? Cô không có muốn đánh đâu. Bình tĩnh nói mẹ nghe, mẹ tin con. Cô không muốn đánh bạn đâu, cô không có muốn. Nhưng mà tại tự nhiên con đánh rồi. Cô không muốn. Đó, chị cho đi khám đi, xem nó có bình thường hay không. Bây giờ nó đánh bạn, đánh con tôi, mà nó nói là tự nhiên nó muốn đánh là sao? Thôi nghe mẹ nói. Thôi Bình tĩnh, con nhìn mẹ nè. Con nhìn mẹ. Thôi, con không có đánh bạn đúng không con? Con không có đánh bạn đúng không? Từ nhỏ tới lớn mẹ không có dạy con như vậy đúng không con? Con muốn nhưng mà tự nhiên con đánh bạn rồi chứ con muốn. Con muốn mà con muốn. Đó, nó không muốn mà nó còn đánh. Ít bữa nó muốn đánh con tôi, nó đánh cỡ nào nữa. Bây giờ chị có dạy được con không? Dạ, dạy được. Anh ơi, bây giờ chuyện nó cũng lỡ rồi. Nó cũng là con nít mà. Bây giờ cháu nhà nằm bệnh viện á, viện phí bao nhiêu tôi sẽ gửi hết. Tôi sẽ bồi thường cho anh bao nhiêu cũng được. Anh đừng có làm lớn cái chuyện này. Con tôi nó còn đi học anh ơi. Tại sao mẹ phải bồi thường với chú ấy? Trong khi bao nhiêu năm nay ba đánh mẹ, ba có bồi thường gì cho mẹ không? Trời đất ơi,
Hóa ra là nó đẻ ra cho một gia đình bạo lực hả? Trời ơi, bây giờ chồng đánh vợ, rồi con đi đánh người khác. Này, tôi nói thật với chị nha, chị cảm thấy chị đẻ con mà không nuôi được ấy, thì chị đừng có đẻ con ra làm cái gì nhá. Đây là lần cuối cùng á, lần sau mà nữa còn đánh con tôi nữa, không xong với tôi đâu nha. Thôi ơi, có cái con này chưa có nói những lời xúc phạm mẹ con như vậy. Ôi, nó bị không sao. Mẹ xin lỗi, thôi mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi, đừng mà không được như vậy mà. Mẹ ơi. Dạ. Nhiều lắm. Bây giờ bà về đi. Tôi hứa tôi sẽ không để cho con tôi phải khổ như vậy nữa đâu. Làm ơn, có gì tôi giúp hết cho. Làm ơn, bạn chỉ còn làm đúng một thứ là thoát khỏi cái gia đình này. Nhớ nha. Tôi hứa, tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Nếu như mà kiếp này tôi không trả hết, kiếp sau tôi cũng sẽ phải trả chứ mà. Thôi, bà lỡ cho con đi. Con ơi, tôi cố về nhé. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con không muốn đánh người đâu. Con không muốn đánh bạn đâu mẹ. Con cũng không muốn đánh chú đó nữa. Nhưng mà con chịu không nổi. Mẹ con không kiềm chế được, con chịu không nổi. Mẹ biết con của mẹ không phải là người như vậy. Con mẹ sinh ra mẹ biết con như thế nào mà. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi là mẹ đã để cho con sống một gia đình, sống với một gia đình mà như ở địa ngục vậy. Mẹ ơi, mẹ ơi, con thương mẹ. Con thương mẹ, mẹ đừng có như vậy nữa mẹ. Mẹ hứa, mẹ sẽ cho con thoát khỏi cái địa ngục này. Tại vì nó học từ ông đó. Nó không bao giờ học cho tôi.
chỉ có ông mới là con người như vậy. Nó xui xẻo gì nữa sinh ra trong cái gia đình này, và tôi xui xẻo gì tôi lấy ba. Ông xui xẻo gì ông lấy tôi hả? Vì bà lỡ có nó nên tôi mới lấy bà. À, vì bao nhiêu năm qua tôi phải chịu đựng vì ai, tôi phải cực khổ vì ai? Vì bà đang bị như vậy. Thôi ơi, mình con đừng mà, tôi cấm ông. Từ nay về sau tôi cấm ông đụng đến mẹ con tôi. Nếu như ông dám, tôi sẽ giết ông đó. Tôi sẽ không sống chung với ông nữa. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ ly dị. Cuộc đời này còn dài lắm, tôi không thể nào chung cuộc đời hai mẹ con tôi với một người khốn nạn như ông được. Tôi đau khổ bởi vì tôi ngu, tôi chịu. Nhưng mà con tôi, nó không đáng mà gánh chịu những điều đó, ông hiểu chưa? Còn ông, từ nay về sau ông phải sống một mình ông, và ông phải suy nghĩ về những gì mà ông đã làm cho mẹ con tôi đi. Nên nhớ, thả ra thì chấm, mà khi tôi bóp vô thì chỉ có chết. Tưởng là đánh vợ hay ho lắm hả? Đó là tại vì tôi sợ gia đình này tan nát, tôi sợ con tôi không có cha, cho nên tôi mới chịu đựng. Từ nay về sau nằm mơ đi, cũng không có ngày ông đụng được đến mẹ con tôi đâu. Dám bước đi không? Đi con. Được rồi. Bao nhiêu năm qua tôi mới chịu